Xin kính chào quý bà con, kênh Nhà Nông Miền Tây xin cập nhật giá mít Thái cho quý bà con tham khảo. Giá cập nhật lúc 9 giờ 30 phút hôm nay ngày 7 tháng 2 năm 2024 ghi nhận giá mít tăng nhẹ nha quý bà con. Cụ thể như sau, tại Tiền Giang kem lớn 25.000 đồng mỗi kg, kem nhỏ 18.000 đồng mỗi kg, kem ba 10.000 đồng mỗi kg, mít chợ 4.000 đồng kg. Tại Đồng Tháp, An Giang, Long An kem lớn 24.000 đồng mỗi kg, kem nhỏ 17.000 đồng mỗi kg, kem 39.000 đồng mỗi kg, mít chợ 3.000 đến 4.000 đồng kg. Tại Cần Thơ, Hậu Giang, kem lớn 23.000 đồng mỗi kg, kem nhỏ 16.000 đồng mỗi kg, kem 38.000 đồng kg, mít chợ 2.000 đến 3.000 đồng kg. Tại Trà Vinh, kem lớn 23.000 đồng mỗi kg, kem nhỏ 16.000 đồng mỗi kg, kem 38.000 đồng kg, mít chợ 2.000 đến 3.000 đồng kg. Tại Đồng Nai, Vũng Tàu, Bình Thuận, kem lớn 15.000 đồng mỗi kg, kem nhỏ 6.000 đồng. Cảm ơn cửa hàng điện máy Phúc Anh, phucanhstore.com đã luôn đồng hành và hỗ trợ cho kênh Nhà Nông Miền Tây để có thể mang đến nhiều thông tin hơn cho bà con nông dân. Phúc Anh Store chuyên cung cấp các mặt hàng điện máy, điện gia dụng chính hãng.